Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc FAO cho biết, chỉ số giá thực phẩm thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm, nguyên nhân chính là do tác động của việc giảm giá đường, dầu thực vật, ngũ cốc và sữa. Chỉ số giá của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc FAO là thước đo theo dõi các mặt hàng thực phẩm được giao dịch nhiều nhất trên toàn cầu. Trong tháng 6, chỉ số này đạt 122,3 điểm, giảm so với mức 124 điểm đã sửa đổi của tháng 5. Giá lương thực toàn cầu tháng 6 đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021, thấp hơn 23,4% so với mức cao nhất từ trước đến nay, ghi nhận vào tháng 3 năm ngoái, sau khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bắt đầu. Theo FAO, chỉ số giá ngũ cốc giảm 2,1% trong tháng 6 so với tháng trước với giá ngô, lúa mạch, lúa mì và gạo đều giảm. Liên minh châu Âu EU và chính quyền vùng Flanders của Bỉ đã công bố kế hoạch đầu tư chung trị giá 1,5 tỷ euro cho tập đoàn nghiên cứu công nghệ sản xuất chip IMEC của Bỉ. Đây là một trong những trung tâm công nghệ số và nano hàng đầu của châu Âu hợp tác với các công ty lớn như Intel, Meta, Google. Theo kế hoạch của Liên minh châu Âu và chính phủ Bỉ, nguồn tài chính đầu tư cho tập đoàn nghiên cứu công nghệ sản xuất chip IMEC sẽ được dùng để mở rộng cơ sở thí nghiệm chip với các thiết bị và quy trình hiện đại. Điều này cho phép IMEC đẩy nhanh quá trình phát triển các thế hệ chip tiên tiến và cung cấp các hỗ trợ thiết yếu cho những ngành công nghiệp châu Âu đang phụ thuộc vào thiết bị bán dẫn từ châu Á, nhất là các nước Đông Á. Theo các chuyên gia, nhu cầu ngày càng tăng với chip trong các ngành công nghiệp khiến việc đảm bảo chuỗi cung ứng linh hoạt và an toàn trở thành ưu tiên hàng đầu tại các nước châu Âu. Khoản đầu tư vào IMEC thể hiện cam kết của Liên minh châu Âu trong phát triển năng lực nội khối và thúc đẩy khả năng tự cung tự cấp cho sản xuất chip.